Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của chúng tôi. Sau đây em Min xin giới thiệu đến các bạn một model tiếp theo. Nó là máy đo độ rung của hãng MMF, model là VM25. Sau đây mình xin mở một chiếc máy mới nhập về dùng để đo trong các nhà máy, trong các máy móc để kiểm tra cái độ rung động xem là máy móc có vượt quá tiêu chuẩn không. Nếu mà vượt quá tiêu chuẩn thì máy móc có thể là đang bị hỏng hóc mà hoặc là đang cần phải bảo dưỡng. Thì sau đây mình xin mở một chiếc máy mới ra. Máy mới thì bao gồm là máy chính thì được kết nối với là một cảm biến pin, dây cáp USB hoặc là cáp mở rộng để kết nối với jack để nghe được rung chấn của cái độ rung. Bên phía bên này thì nó sẽ có tài liệu hướng dẫn sử dụng và giấy hiệu chuẩn của hãng cho cảm biến đo độ rung. Xin hướng dẫn các bạn về máy đo độ rung này. Thì đằng sau của máy nó là khay chứa pin, thì mình sẽ mở phía sau xem, kiểm tra xem là máy đã lắp pin hay chưa, không thành chưa. Mình lắp cái nắp đựng pin này. Thì quá trình bảo quản của máy này tốt nhất ta nên là tháo cái pin ra để trong quá trình sử dụng, có thể là mình sử dụng mà mình quên, mình để hết pin nhưng mà mình để quên không mở ra thì pin nó sẽ chảy vào trong máy, nó sẽ ví dụ mình để úp về pin nó chảy nước vào trong máy và thấm vào trong cái mạch điều khiển và có thể là ảnh hưởng đến cái máy, nó sẽ bị một là sẽ bị sai số hoặc là sẽ bị hỏng hóc máy mạch bên trong. Thì ở máy chính thì bao gồm các phím chức năng ở phía dưới này. Đây là phím hiển thị này, màn hình hiển thị này. Và đây là nó là cái cảm biến này. Thì trước khi mà mình đo thì mình nên kiểm tra là máy xem là cái phần kết nối xem là chắc chắn chưa, để lúc nào trước khi đo là lúc nào nó phải về không, trong quá trình yên tĩnh nếu mà yên tĩnh thì nó phải về không. Nó sai lệch một chút xíu. Thì đây đơn vị mình đang để mm trên dây này. Thì mình sẽ có trên màn hình hiển thị này là các phím chức năng này. Phím chức năng là F1 thì tương ứng với F1 trên này, còn F2 nó sẽ chỉ thị trên màn hình này là làm việc gì. Ví dụ là F3 là vào menu này, ví dụ ta vào menu này, menu thì sẽ có nhiều chức năng, ví dụ là phân tích rung động này, vào tai nghe, output tai nghe thì đây ta sẽ sử dụng các output này, các kết nối với tai nghe này, đây hoặc là mình vào chế độ là đi, tức là nó có 4 phím thẳng này thì nó sẽ chiều sang phải sang trái, nó sẽ biết là chọn sang phải sang trái là chọn các chế độ. Phím ở giữa nó là phím OK, tức là phím chọn chức năng Enter, gần như chức năng Enter của máy tính. Còn 3 phím F1, F2, F3 là từ 3 phím trên màn hình này. Trên màn hình ví dụ là ta hiển thị trên này F3 thì nó là thoát thì mình sẽ bấm F3 đây. Rồi, đây là phím lên thì xuống, phím sang phải sang trái, chọn, đấy nó chỉ được các phím thôi. Thì sau đây mình vào cái chức năng là đo máy thì đây là chức năng đấy, phân tích hình ảnh đây, thì nó sẽ có được đo được giải phẫu cho mình. Trong nếu mà quá trình đo mà để mà kiểm tra rung động mà những cái trường hợp nó người ta muốn phân tích cái rung động thì ở trên này là màn máy này cũng hiển thị được cái chế độ phân tích rung động cho mình là FST. Thì mình sẽ dựa vào cái phỏ mình đánh giá là xem là cái máy mình là hoạt động
tốt hay là không tốt thì dựa vào quá trình mình lưu trữ lại trong máy và mình so sánh theo kinh nghiệm nhìn bản đồ, có thể là ví dụ là nó có một cái ở đây rung quá thì nó giải phẫu, nó sẽ thay đổi đấy. Ví dụ thay đổi như thế này thì chứng tỏ là cái máy mình rung quá này. Đấy, máy mình rung quá nó sẽ ảnh hưởng, là tức là chất lượng của máy đang kém là cần phải kiểm tra. Đây là trên hiển thị là F1, F2 là đo tần số này. Đấy, chọn tần số này, chúng tôi là đang ví dụ mình chọn F1 này để thay đổi tần số của cái giải đo này. Ví dụ đây là đang là 0.1 đến 0.1 nên mình chọn F2 này. Đấy, 45 này. Thứ nhất này còn là 182 Hz này. Đấy, các phím này dùng để thay đổi. Phím 3 dùng để thoát chế độ đo phân tích rung động dưới dạng biểu đồ. Đấy, thoát về chế độ bình thường của mình ấy. Bình thường của mình thì mình sẽ sử dụng là cái chế độ là đo hiển thị trên màn hình này bằng con số. Đây thì ta sẽ chọn giải đo này, tần số này, tần số của mình. Đây thì mình sẽ đo đây tần số, là thông thường mình sẽ sử dụng là từ 10 Hz đến 1 kHz này. Thì mình sẽ đặt cái cảm biến độ rung này, biến độ rung lên cái vị trí này. Đây, bình thường nó sẽ không. Thôi bây giờ mình lấy độ rung vào một cái máy này để đo. Độ rung máy này đang có người gọi đến này. Đây. Nó đang là để là không là nó là một thấy nó 0.8 0.8 mét/giây đó, nhưng mà không đây nó không rung nữa thì nó sẽ 0.0. Ngoài ra thì mình có thể mình kết nối thêm về cái đầu dò khác này, tức là cái adapter này thì có chức năng mở rộng thêm với những cái vị trí này mình cần đo mà cái tần số rung cao hơn thì mình có thể lắp cái này vào đây. Thì cái này là cái này thử tính thì nó sẽ hít vào, nó sẽ đo trên cái vật liệu của mình. Rồi mình tháo ra đi. Xin cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các video tiếp theo.